xin chúc mừng Bích Ngọc và xin cảm ơn sự hỗ trợ của Vũ Đoàn. Các cô, các chú có thể bế con xuống và dắt con ra đây đứng cạnh cô Thanh Vân được không ạ? Rồi, chúc mừng con gái, mời con ra đây nào. Bích Ngọc hôm nay hát hay quá, biểu diễn một lúc 4 bài liền. Và bây giờ thì con sẽ cùng chờ đợi xem là các vị giám khảo sẽ nhận xét như thế nào với phần trình diễn rất là xuất sắc vừa rồi của con nhé. Cho con, bây giờ con sẽ muốn được nghe ai nhận xét đầu tiên nào. Dạ, con muốn chú Thành Lộc. Đúng rồi, vì hôm nay con hát một ca khúc của chú đúng không? Phần trình diễn của Bích Ngọc làm cho chú rất là bất ngờ và rất là khâm phục. Bởi vì chú rất ngạc nhiên về cái thị hiếu âm nhạc của con đó. Chú không tưởng tượng được là con có thể hát ca trù giỏi đến như vậy. Đặc biệt là cái phần mà con nảy giọng rất hay. Cái đó người lớn làm còn khó, không phải ai cũng làm được. Thế mà con làm được rất là hay. Rồi chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, con biểu diễn được 4 dòng âm nhạc khác nhau. Làm chú rất là bất ngờ. Và chú thèm khát là khi mà con diễn có con sói ghẻ đó. Trời, phải chi trong cái gala này chú cũng diễn lại con sói ghẻ cùng với con thì thật là hạnh phúc với chú biết là chừng nào. Chú hoàn toàn bất ngờ về tiết mục của con và chú nghĩ đây là phần trình diễn gần như là con đã mở hết công suất của con rồi thì phải. Nhưng chú cảm giác là nếu như có một cái vòng chung kết nữa chắc con sẽ còn làm nhiều điều bất ngờ hơn nữa. Bởi vì hình như là khả năng của con còn tiềm tàng ghê lắm, chưa bộc phát được hết. Hoan nghênh con. Vâng, xin cảm ơn giám khảo Thành Lộc và xin mời cô Thúy Hạnh ạ. Hôm nay Bích Ngọc mang đến cho cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cứ mỗi một lần con thay đồ, mỗi một lần con ra sân khấu, con lại hát thêm một dòng nhạc khác. Và giọng của con dường như mỗi một bài hay hơn và hay hơn. Hôm nay thật sự là cô quá yêu con luôn, rất là tuyệt vời. Xin chúc mừng con. Vâng, xin được cảm ơn giám khảo Thúy Hạnh. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe nhận xét từ giám khảo Hoài Linh. Chú không có nhận xét về cái phần hát của con, nhưng mà chú chỉ khen con một điều là con rất chịu khó. Và cái điều chú khen đó là ngay từ lúc đầu tiên khi con xuất hiện, con ngồi trên chiếc chiếu để hát ca trù. Và chú biết là với cái độ tuổi của con, cái nảy hạt rất là khó, và cái khó nữa là cái phách. Mà con thể hiện được cái phách và con hát rất là tự tin, bình tĩnh, như là giống như là con đã ở trong một cái ngôi nhà mà có người mẹ hát ca trù, bà hát ca trù. Và chú hy vọng rằng con giữ mãi cái niềm đam mê đó xung quanh những cái bài hát mới mà con yêu thích. Con giữ cái đam mê của con về nhạc dân tộc nữa thì cái điều đó là cái điều chú mong muốn nơi con. Và một phần trình diễn của con ngày hôm nay thì chú thấy rất là dễ thương và rất là tuyệt vời. Hy vọng là khán giả sẽ bình chọn cho con. Vâng, xin được cảm ơn giám khảo Hoài Linh ạ. Và còn những lời nhận xét tiếp theo của giám khảo Huy Tuấn, xin mời anh. Trước khi vào phần nhận xét của Bích Ngọc thì phải nói là tôi rất là thích chú khi thưởng thức cái tiết mục vừa rồi là của đạo diễn cũng như đạo diễn âm nhạc dàn dựng một cái tiết mục mà phải nói là mang cái tính giải trí rất là cao và không có một cái giây phút nào ở trong đó mà không cuốn hút tôi. Còn về bé Ngọc thì thường thường thì người ta vào đến chung kết thì rất là nhiều thí sinh gặp phải vấn đề về các tiết mục, bởi vì họ cứ có bao nhiêu tủ, những cái bài tủ rồi là những cái gì mà sở trường nhất của họ, họ tung ra hết rồi và đến chung kết thì thường là bị hụt hơi. Tuy nhiên thì bé Ngọc thì lại hoàn toàn ngược lại, cứ càng ngày mỗi lần ra là một cái tiết mục khác nhau và mỗi lần ra là một cái sự bất ngờ lớn cho tất cả khán giả. Và cái độ khó của những cái tiết mục đấy lại tăng dần lên và đỉnh điểm là vào phần trình diễn vừa rồi. Cháu trình diễn gần như là có tất cả mọi thứ ở trong tiết mục đấy. Cháu vừa diễn, vừa diễn kịch, vừa nhảy, vừa hát ca trù từ hự hự xong rồi đến cái đoạn là lên cả lên tông ở đoạn cuối nó hoàn toàn là bất ngờ với các chú ngồi dưới này. Nó có lẽ choáng váng. Vâng, có thể
thể thấy là bốn vị giám khảo của chúng ta đều dành cho bé Bích Ngọc những lời khen rất tuyệt vời. Và thưa quý vị khán giả, quý vị còn chần chừ gì nữa, hãy cầm điện thoại lên và soạn tin nhắn 2 và cùng bình chọn cho bé Bích Ngọc rất xinh xắn và tài năng của chúng ta. Xin chúc mừng con nhé.